Rồi, xin chào các bạn nha. Tiếp theo video về cái bình trên chiếc xe này, bạn nào chưa coi thì mình đã post trước cách đây một ngày, các bạn coi lại. Trong cái video đó thì mình có nói là mình sẽ tổng bảo dưỡng, gọi là siêu bảo dưỡng cho chiếc xe này. Thì bây giờ mình sẽ làm những cái việc gì thì mình sẽ quay cho các bạn. Rồi chi tiết từng cái việc đó thì vì nó rất là dài, làm một cái xe như vậy mất 2 ngày. Chi tiết từng cái việc đó mình sẽ quay từng cái video riêng để các bạn tham khảo. Rồi ra những cái việc này, những bạn nào có thì ở Sài Gòn ghé mình, có đủ đồ nghề mình xử lý cho nó nhanh. Còn nếu như các bạn ở những nơi xa, các bạn có thể coi video của mình, rồi các bạn có thể thực hiện. Nhớ là đồ nghề phải chuẩn bị đủ, và cần thiết gì đó thì có thể liên hệ với mình, số điện thoại có sẵn, mình có thể hỗ trợ các bạn từ xa các bạn ha. Rồi nhưng mà tất nhiên là nhớ là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, vì yêu khoa học mà tầm bậy. Nó tiêu một cái là cái xe rất là mệt ha, vác cả cục sắt gần 200 kg này đi ra rất là cực. Rồi cảm ơn các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video này. Thì những bạn nào vừa mới coi clip mình lần đầu tiên thì nhớ subscribe kênh và like video ủng hộ nha các bạn. Và bây giờ thì như thường lệ mình sẽ quay từ ở phía đầu xe ra phía đuôi xe cho nó khỏi sót các bạn ha, từng phần một. Vì thứ nhất là sẽ mở cái bánh này ra, và trong cái bánh này mình sẽ phải kiểm tra cái mặt nạn cốt ở trong này nè. Đối với chiếc xe Ninja 300 này thì Kawa vẫn tiết kiệm, họ xài cái mặt nạn rất là nhỏ, cho nên thường 20.000 là nó bứt. Còn nếu như mà mình xài mà xe mình á, được cái mình chạy cũng 20.000 là nó bứt thôi. Thay cái mặt nạn này, kiểm tra nó rơ là phải thay, chứ nửa đường là nó mà hư cái là rất là mệt. Đó thì việc đầu tiên là kiểm tra cái mặt nạn, nếu rơ thì thay. Việc thứ hai là vệ sinh con heo này, có một cái clip mình đã làm rồi đó, tức là phục hồi nó lại nếu nó bị kẹt cái trục trường này nè là phải xử lý. Rồi đó là việc thứ hai. Việc thứ ba là mở luôn hai cái phuộc này ra luôn. Thì trong cái phuộc này là nó có dầu phuộc, thì tầm khoảng 2 năm là mình nên thay cái dầu phuộc này để cho cái phuộc nó hoạt động êm ái và chuẩn. Rồi sau khi gỡ hai cái phuộc, gỡ cái bánh trước ra rồi, thì ở phía trên này mình sẽ tiếp tục. Ở đây có cái tay thắng, phải vệ sinh cái tay thắng này ngay cái vị trí này nè, với cái trục này nè, để cho cái thắng nó mượt mà. Chi tiết là có một cái clip mình quay luôn rồi, 5 phút là xử lý được cái này, cái thắng không ăn giật sương sượng là xử lý được ngay. Phần tiếp theo là đây là cái ống ga lâu ngày, anh thấy nè, cái này nó xét nè, cái ống này nè là nó trượt mà mình dặn ga lên nè, cái chỗ này nó phải trơn tru nè, thì mình phải vệ sinh cái này. Đồng thời là hai sợi dây ga nè các bạn, hai sợi dây này là lâu ngày mình thấy nó khô queo không, nè, vệ sinh nó lại sạch sẽ, rồi cho cái chất bôi trơn vô để cho khi mình vặn ga đó, cái tay ga nó nhẹ nhàng. Cái ga này mà đít á là chạy rất là khó chịu, nó nặng cái xe lắm, tức là mình kéo ga nó không muốn đi thì chạy rất là mệt, thì mình phải vệ sinh cái này. Cái ống ga này cũng phải thay luôn rồi nè, nó bị tuột mất tiêu rồi. Sau khi xử lý xong cánh bên phải thì qua cánh bên trái. Cánh bên trái này ở đây thì chỉ có cái sợi dây côn thôi, cái tay côn là ngay trục chỗ này nè. Rồi sợi dây côn phải vệ sinh, sợi dây côn thì lúc đó bóp côn nó mới nhẹ được, chứ còn không á lâu ngày nó đít. Với đầu thật là cái này thì nhắc luôn là những bạn mà chỉnh con á, kiểm tra chỉnh con xong, kiểm tra cái tay con của mình á, cái khe này các bạn cố gắng đừng có để nó như vậy ha, như vậy là rất dễ bị mau dơ cái tay con, là nước mưa nó xuống nè là xịt rửa xe đó là nó chui vô đây nằm thì nó sẽ tuột xuống như này. Còn nếu như mà mình cố gắng mình cũng đưa phía trước, mình chạy bụi bao nhiêu nó hứng hết, cho nên là cái dây này, cái dây chỉnh con này nè, các bạn chỉnh làm sao á để cho cái này lúc nào á cái khe này nè nó cũng hướng xuống dưới đó, thì nó sẽ hạn chế được cái việc là nước vô và bụi bặm nó bám. Rồi xong hai cái chỗ phần ghi đông, phía dưới là sẽ mở luôn cái chén cổ này ra luôn, tức là tháo cái chẳng ba này ra nè, tháo cái chẳng ba ra khỏi cái sườn. Thì trong này nó có, ở trên này có bộ bạc đạn, ở dưới này nó có cái bạc đạn, mình phải bôi mỡ bò, bôi trơn cái này. Chứ cái này, cái xe này là từ giữa 2016 cho tới giờ là cũng đã 3 năm rồi, thì cái này là chắc chắn nó sẽ bị khô. Mặc dù là ở đây nó thiết kế có phốt cao su rất là kỹ, nhưng mà nó cũng khả năng bị khô, mình phải kiểm tra. Rồi đó là xong cái phần đầu này các bạn nha. Phần tiếp theo là cái két nước. Ở đây để tránh cái trường hợp mà bị đá văng, cái mình ưa sử dụng một cái che két nước, mình che vô đây. Thì nó sẽ khi mình rửa cái sình bùn từ cái bánh xe nè, nó tạo một cái đường bệt như thế này nè các bạn, ngay ở phía giữa của cái két nước nè các bạn thấy không? Nó sẽ bít luôn mấy cái lỗ này luôn. Thì cái két nước này bắt buộc nó phải có những cái đường này để chi gió nó luồn qua và nó làm mát cái thanh này nè. Nước nó nằm trong này nè các bạn, nước là nó nằm trên mấy cái đường này nè.
nên là nó là một cái ống dẹp nằm trên đường này, nước nó chạy qua đây thì gió thổi qua làm mát cái nước này, thì sau đó là nó mới chạy xuống cái lốc máy để làm mát nha. Rồi phải xử lý cái két nước. Tiếp theo là qua đằng sau két nước thì thường thì nó sẽ là cái cục máy của mình. Thì cục máy thì trong này nó có cái bồn đốt bê tông chạy lên chạy xuống, cái xăng và không hòa khí nó sẽ cháy ở trên cái bồn này. Thì mình sẽ sử dụng cái, mình gỡ cái buji ra nè, vệ sinh hai cái buji nè, vệ sinh cái bồn đốt này luôn nè. Thì nó có cái Duchem, cái công nghệ này không có gì mới hết, các bạn có thể tham khảo thêm, có rất nhiều video của những cái người khác test cái công nghệ này rồi, tức là dùng Duchem để vệ sinh bồn đốt không cần phải mở cái đầu này ra. Những cái xe nhỏ thường thường là mình có cái là mở ra cạo khói đầu cái dàn đầu đó, thì ở đây mình không cần, mình chỉ cần là sử dụng cái Duchem mình vệ sinh cái bồn đốt rồi. Trước khi vô bồn đốt á, thì hòa khí ở đây có cái lọc gió nè các bạn, lọc gió nè, gió nó được hút, cái xe này thì nó được hút từ ở bên đằng sau này tới nè các bạn. Thì mình coi coi cái chiếc này nó hút từ cái họng gió nó đây nè ha, nó hút gió qua cái lọc rồi nó sẽ phun vô cho vô đây, rồi cái xăng, cái kim phun nè phun xăng từ ở dưới xuống. Thì cái họng ga này nè nó sẽ rất là dơ, do bạn thấy ở phía trong này nè, lâu quá mình vệ sinh cái lọc gió chăng nữa thì lọc gió nó nhất nó có dầu, thứ hai là bụi, những cái bụi li ti ấy, bụi siêu mịn nó vẫn chui qua đây được và nó sẽ đóng cặn trên toàn bộ cái này. Và khi cái tay ga mình vặn bị nặng á là do cái họng ga này nè, cái bướm ga chỗ đó nó bị dơ, bị rít, cho nên là phải vệ sinh nguyên cái họng ga này luôn, gỡ lấy cái họng ga này ra vệ sinh. Các bạn nhìn ở phía dưới này nó gớm lắm, cái này nó mới ở ngoài thôi nha, ở trong nó còn kinh nữa đó, thấy không, bụi bặm không à, dầu đồ khác thứ. Rồi mình vệ sinh cái này. Rồi đây là cái ống dẫn xăng từ bình xăng xuống, cái này là bộ bơm ABS, cái này đừng có dại mở ra nha, có một bạn hứng sao đó chỉ để là làm chuyện gỡ bình xăng mình nhớ quên mất tiêu lấy cái buri này ra không à, chọt chọt dặn sau đó, nó bung cái nguyên cái bơm này ra luôn, cái là ôm hận luôn, cho nên là cái cụm, cái gầm này đừng có đụng vô nha. Rồi cái phần này là bụi thì lát nữa chắc chắn là mở ra như vậy không thể nào để im gì lắp vô được, phải vệ sinh sạch sẽ hết. Rồi ở phía trên này nó có cái bình xăng nữa, thì ở cái bình xăng này nó cũng sẽ có, trong cái bình xăng này là có cái bơm xăng, rồi có cái lọc xăng, rồi kiểm tra xem nó có cái ống thông hơi và thông nước chảy trên nắp bình xăng á. Thì mình cũng có một cái clip riêng cho cái việc này rồi, các bạn có thể tham khảo cách xử lý cái riêng cái bình xăng, thì là xử lý riêng cái bình xăng nữa là phần đầu tới đây, tới ngay cái vị trí lọc gió này rồi nha. Kiểm tra lại cái bình điện, thì cái clip mình, cái clip cách đây post trước cái clip này thì có nói về cọc bình này thôi, riêng chuyên về cái cọc bình này luôn, các bạn kiểm tra lại ha, siết ốc các này cho kỹ. Tiếp theo là tới phần phía sau thì ở đây là cái gấp nè các bạn. Cái gấp luôn luôn được nối với cái sườn ở một cái trục như thế này, và chỗ này nó có cái bạc đạn à. Rồi ở trên cái gấp thì đối với chiếc này nó có một cái hệ thống treo nữa à, phía trên này là cây phuộc nè, cây phuộc có cái sườn phía trên nè, thấy không. Rồi bây giờ việc của mình là mình sẽ gỡ cái phuộc này ra, lấy cái phuộc này ra khỏi cái xe luôn, mở toàn bộ cái cánh này đem xuống nè, lấy cái gấp ra luôn để làm gì, để bôi trơn cái gấp này, bôi trơn các cái điểm di chuyển 1, 2, 3, 4 điểm ở trên này nữa là 5 điểm toàn bộ. Rồi gỡ ra tiếp tục xử lý con heo sau cũng giống như con heo trước à, xử lý hết con heo sau cũng như con heo trước. Bên tay trái thì có cái bộ sên nhông dĩa, thì cũng phải vệ sinh luôn cái sên nhông dĩa luôn. Vệ sinh sên thì chắc là rất là nhiều người quan tâm rồi, chỉ có điều là cái này thì có một chiếc hôm bữa xé 50 thôi, tự nhiên đang chạy bảo là sao xe nó kêu kít kít ghê quá, chạy qua thật ra nó kêu là do nó kêu cái thì sên để khô quá nó kêu. Thì lưu ý với các bạn ha, sên nè, chỗ này dơ hầy không sao nè các bạn, chỗ này nè đen thui thấy không, cái gớm không sao, cái cạnh này nè, cái này nè, cái đường này nè, đó đó ngay cái móng tay mình đó, đó này nè dơ không sao, bạn rửa gì kiểu nhưng ở đây là cái trục này nè, bạn thấy nó lăn được nè, thấy không. Đó, ở trong cái trục này nó là muốn trượt như vậy được thì ở trong cái trục này nó phải có chất bôi trơn và nó không có được dơ, nó dơ là thua. Rồi bạn nhìn cái mắt sên này nè, là mình bẻ lên bẻ xuống được nè, là hai cái chỗ này nó chuyển động đúng không, ngay đây có một cái khớp, thì cái khớp này ở đây nó có một cái phốt cao su, thì trong giữa hai cái khớp này không được xét. Rồi để giữ hai cái này lại với nhau thì trong này nó có một cái cốt nè, cái cốt này đâm từ bên đây qua bên đây luôn, thì trong cái cốt này là cũng phải được bôi trơn. Thì cái việc mình xịt sên á là mình chủ yếu là mình bôi trơn những cái đoạn đó, tức là bôi trơn cái khớp này nè, rồi cái cốt, cái bù lì chỗ này, thì vệ sinh làm sao là bắt buộc phải sạch cái này. Riêng về vệ sinh sên thì mình cũng có nhiều clip rồi, các bạn coi lại nha.
Rồi đó là xử lý cái sợi sên. Đối với chiếc xe này thì ngoài những cái việc xử lý từ trên xuống dưới như vậy, toàn bộ tất cả những cái phần như đó thì nếu mà có thay thì tùy vào trường hợp thôi. Nếu tới hạn, tại vì thực ra nếu mà muốn rửa cho sạch sẽ nhất á, thì xả két nước này xuống để rửa nè, thì thay luôn nước mát là ok nè. Rồi bu ri, nếu mà tới hạn yêu cầu của nhà sản xuất mà chưa thay thì cũng nên thay luôn cặp bu ri nè. Rồi khi mà mình vệ sinh cái bồn đốt á thì mình cũng nên thay luôn nhớt và lọc nhớt nè. Rồi dầu thắng, hồi nãy là mình xài dầu phục rồi đúng không? Dầu thắng nếu mà lâu quá không xài, cái dầu này mình đo, nãy mình đo rồi, nó có một cái đụng cây thước để đo thôi, mình đo rồi thì hai cái này nó đều hết hạn rồi, thì cũng nên thay luôn dầu thắng để cho nó cái sự an toàn của mình, thay luôn dầu thắng luôn. Lọc gió thì nếu mà xài lọc gió xịn KN, chiếc xe này là xài KN rồi, chỉ cần vệ sinh lại rồi tẩm dầu là xong. Toàn bộ là sau khi mà vệ sinh kiểm tra tất cả các khớp ở phía trong hết rồi thì chắc chắn là cái việc là phải bỏ ra cả buổi, thậm chí cả ngày để vệ sinh hết toàn bộ mấy cái này. Nó chỉ mang tính chất là mình làm cho nó sạch thôi. Bạn thấy nè, thấy không? Mình thực ra cái này dễ lắm các bạn. Chùi dùng khăn ẩm, chùi sạch sẽ, cái này kỹ càng xíu thôi là nó sẽ êm ái và trơn tru toàn bộ cái xe này. Rồi sau đó lắp lại là cái cảm giác của cái xe nó sẽ khác liền. Thì đó là cái tổng bảo dưỡng, siêu bảo dưỡng ha. Bạn nào muốn làm thì liên hệ với mình. Các loại xe luôn nha các bạn. Điện thoại có trong video. Nhớ subscribe kênh và like video ủng hộ mình. Còn những bạn nào mà ở xa muốn tự yêu khoa học thì sắm đồ nghề từ từ, rồi coi clip, sẽ có những clip chi tiết để các bạn tự làm. Nhưng nhớ là rất là cẩn thận ha, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Rồi cảm ơn các bạn và chào tạm biệt các bạn.